Hello và xin chào tất cả bạn khán giả của Coding Tea Channel. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại để tiếp tục series tập thứ 3 của MTS KBD Thanet. Trên tay mình đây là một hộp booster box mới. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái artwork mới ha. Và không biết là thẻ trong này thì có giống với cái thẻ lần trước hay không thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Này thì vẫn là của bên Trung Quốc. À, nhưng mà mình thấy thiết kế nó sặc sỡ hơn cái hộp lần trước. Đây chính là những cái mẫu thẻ của cái hộp này các bạn ạ. Khả năng là nó cũng giống như vậy nhưng mà nó sẽ có một vài cái artwork mới. Ok, bây giờ cùng mở nhé. Rồi, ấy à, con này không biết đọc bao nhiêu khách đây, mình sẽ nối hết ra. Đến cái nào 2 này, 4 này, 6 này, 7 này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, đây là 15. Đây là 5, như vậy là có 20 pack tất cả nha các bạn. 20 booster pack. Và chúng ta sẽ cùng đi đến pack đầu tiên. Ok. Artwork thì khác một chút so với những cái pack lần đầu mình nhìn mở. Ok, chúng ta cùng là SR. Ở đây có công thủ này, số ký hiệu này, số sao này, SRU. Cái lá này mới này, độ lấp lánh. Nó chỉ là một lớp trắng bóng thôi, nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp. Một lá NGR Samurai Cameraman. Tiếp tục một lá Ultra Rare. Một lá SSR. Một lá NGR này. Con này như là mạnh lắm này. Ui, trông giống như là du hành gia nha. SSR. Đầu chọc giống Saitama nhé. Một là HR. Đây, HR sẽ để đây. Hình như là cái thẻ của cái khách này sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Đẹp hơn là cái tập số 2 ấy. Tập số 2 nhìn hơi lủng. Tiếp tục, đây chúng ta sẽ có một lá rare đầu tiên. Lá rare này thì có lấp lánh nha. Rare này, SR. Samurai là NGR. Là rare này. Ôi dồi, SR. Rare và SR. SR tiếp. Trong một pack này thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thẻ. Một là HR. HR đây. Rare này. SR, lá này mới này. Ui sợ. Đây là nhân vật nào các bạn? NGR. Trông giống Superman nha. Một lá TV Man. Một lá HR của bên đội Skibidi Thanet. HR để đây. Một lá Ultra Rare. Ông này không biết tên. Một lá Rare. SR. Và NGR. Ok, tiếp tục. Bài tiếp theo sẽ là gì đây? Tôi vừa đã rare. SSR. NGR. Rare này. SSR. SR. SR tiếp. Một đá rare và rare. Tiếp tục. SR này. Rare này. NGR, SR, 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 rare. Đây, lớp lánh đẹp chưa? Một cái nhân vật rất là to, khổng lồ. SR. Tiếp tục này. Ở trong hai tập đầu tiên mình mở thẻ của KBD Thanet thì nhận rất nhiều sự ủng hộ các bạn.
và như là các bạn cũng rất thích cái thẻ này, thế nên là mình tiếp tục làm tập thứ 3. Và nếu như các bạn ủng hộ thì chúng ta sẽ tiếp tục có những tập thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 nữa. SR này, là SR, đó này trước mình đã thấy rồi. SR nữa này. Một là HR, đó này khá là mới, trông rất cartoon. SR, SR và HR. Chúng ta có SR, SR, NGR, nó này đẹp này. Tiếp tục một lá rare của cái ông có rất nhiều cái loa trên đầu. Rare tiếp. SR, một cảnh sát. SR, SR, rare. 20 khách mà mỗi khách có 9 thẻ thì chúng ta có 180 thẻ. Và cuối video thì mình sẽ tiếp tục làm mini game tặng thẻ cho các bạn. Tặng lên một bóc này luôn. Úi xồi, một lá rare. Clubman, cái ông đồng hồ. SR, rare này. Bóc này cũng có sơn cơ nha các bạn. SR, ok, rare. Một lá ultra rare. Ultra rare thì khá là hiếm. Tiếp tục ha. Một lá rare. Một lá SR. 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 SR tiếp. Rare. SR và một lá rare. Ông Skibidi Thornet này đang bị gạt cần. Toát một hồi luôn. Tiếp tục, một là SR, đây là NGR, một là rare, SR đây đây, NGR này, một là HR, hyper rare này, rare tiếp, trông đẹp à, tiếp tục là một ông đồng hồ nữa, SR, nó này đẹp nha các bạn. Trông ngầu nha. NGR đá này mới này. Tiếp theo, chúng ta có SR, HR, Ultra Rare, SR, Rare, SR, 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 Rare. Tiếp tục này, rare này, SR này, SR, rare tiếp, rare, SR, ultra rare, rare, là SR tiếp. Mình thấy thẻ cái box này đẹp nhất trong những lần mà mình mở này, nó không có bị lỗi nhiều, không có bị đam nhiều. SR, 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 rare, SR. Nhân vật này cũng ở trong hoạt hình này, SR. Nhìn rất ngầu, SR. Rare, NGR, rare tiếp, SR, rare tiếp, rare và SR. Ta có một tấm rare, rare, NGR, SR, SR, rare, rare, rare và SR. Rồi chúng ta chỉ còn một vài khách nữa thôi là sẽ hết rồi. Một tấm SR, SR, rare, 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 SR, SR, rare và một tấm HR. Tấm Sunoco thứ hai này, rare này, ultra rare, NGR, SR.
đây là mặt đằng sau của cái thẻ này. SSR RAM, RAM và RAM. Tiếp tục RAM này, SSR. Một tấm LGR mới, khá đẹp. RAM Ultra RAM. Rồi, ở đây mình còn 2 pack. Rare này, SR này, Rare này, LGR, úi xùi, 3 tấm Sunoku. Rare, SR, Rare, SR. Đây xem là last pack. Thế có ảnh cũng là mới nhá. SR này, Rare này, Rare này, Ultra Rare, SR, 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 LGR và HR. Ok, như vậy là mình đã mở xong 20 pack của Skibidi Thornet tuần này, tập thứ 3. Và mình đánh giá là cái box này thẻ đẹp hơn rất nhiều so với 2 box đầu tiên. Các bạn mà thích thì có thể lên trên Shopee mua. Rồi, thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có một cái mini game tặng toàn bộ cái thẻ này, 180 thẻ. Ở đây thì mình đã phân loại ra hết rồi. Rare này, SR này, SSR này, HR, NGR và Ultra Rare, UR. Chúng ta vẫn có tới 6 cái độ hiếm khác nhau, Rare vẫn là nhiều nhất. Ngày hôm nay thì mình ấn tượng với cái thẻ này nhất. Bạn nào mà biết tên như bạn này thì có thể để lại dưới phần comment ra. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ dự đoán kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc giải đặc biệt hôm thứ tư tuần sau. Các bạn sẽ để lại cho mình một con số ứng với 2 chữ số ha. Và bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất trong phạm vi cộng chữ 3 thì mình xin dành tặng lại toàn bộ những cái thẻ Skibidi Thornet trong tập 3 này cho người đó ha. Xin chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì đừng quên để lại cho mình xin một like nhé, subscribe ủng hộ cho Dinty Channel nhé. Bye bye.